Quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Bản tin cho biết có hơn 80 triệu người dân Hoa Kỳ sẽ nhận được hỗ trợ từ gói kích thích của chính phủ vào thứ Tư ngày 15 tháng 4. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết vào ngày mai, thứ Tư ngày 15 tháng 4, thì khoảng 80 triệu người dân Hoa Kỳ được dự kiến là sẽ nhận được các khoản hỗ trợ trong khuôn khổ gói kích thích mà Tổng thống Donald Trump thông qua vào tháng 3 để hạn chế tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói ông hy vọng những khoản hỗ trợ này sẽ mang đến cho người dân sự trợ giúp mà họ đang rất cần. Theo như Bộ Tài chính Hoa Kỳ, những người nộp thuế còn độc thân có thể nhận được 1.200 Mỹ Kim và những người nộp thuế đã có gia đình sẽ nhận được 2.400 Mỹ Kim. Bộ Tài chính cũng cho biết một số người dân cho biết họ đã nhận được tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của họ từ ngày 13 tháng 4 là ngày hôm qua.